Phương chào tất cả quý bà con, cô bác và các bạn. Trước tiên thì Phượng cũng cảm ơn tất cả quý bà con, cô bác trong suốt thời gian qua đã xem cái kênh Phượng Kali. Phượng cảm ơn rất là nhiều. Và hôm nay Phượng có đọc nhiều cái tin nhắn ở trong cái video của anh Tám, thì Phượng thấy là quý bà con, cô bác muốn coi cái thông tin của anh Hùng. Tàu đi về Việt Nam ở cách ly trong thời gian 2 tuần coi như thế nào. Thì hôm đó nay thì Phượng cũng có liên lạc với ảnh, nhưng mà Phượng không có làm video bỏ lên cho tất cả quý bà con cô bác xem. Thì hôm nay thì Phượng có xem mấy cái tin nhắn đó, thì Phượng sẽ gọi về cho anh Hùng rồi chia sẻ lên trên tất cả cho tất cả quý bà con cô bác xem để coi coi ảnh như thế nào. Thì bây giờ Phượng sẽ gọi về bển cho anh Hùng. Thì trong cái thời gian mà đợi thì Phượng cũng mong tất cả quý bà con cô bác giữ gìn sức khỏe trong mùa Covid. Phượng cảm ơn tất cả quý bà con cô bác nhiều lắm. Thì bây giờ Phượng sẽ gọi cho anh Hùng để coi coi anh Hùng coi như thế nào rồi. Thì theo cái thông tin mà hôm đó nay thì Phượng cũng có liên lạc, thì hỏi anh Hùng, anh cũng trong đó thì anh cũng vui vẻ bình thường. Thì Phượng biết là 2 tuần thì thời gian nó cũng trôi qua nó cũng mau lắm, lây lất là nó qua mau thôi à. Thì hôm đó nay thì Phượng nghĩ là ở trong đó là cũng khoảng 10 ngày rồi, còn khoảng vài ngày nữa là đi 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 về nhà rồi, mà không biết đi về nhà có bị cách ly nữa không à. Thì để bây giờ mình gọi. À, bây giờ gọi được anh Hùng chưa? Hello. Anh Hùng gọi video đi anh Hùng ơi. Nói xong. Gọi video, gọi hình đi. Nồng ơi, nhớ em không? Nhớ em với anh bây giờ cách xa nửa vòng trái đất. Giờ nói chuyện với em thôi, tháo khẩu trang đi trời, còn nói chuyện với em còn muốn cách ly nữa hả? Cách ly hay hơn. Hả? Đó chứ, đó chứ có dịp về Việt Nam mà cũng gặp nhau coi với làm gì ghê. Thì giờ tháo khẩu trang đi, nói chuyện với em nửa vòng trái đất còn bịt khẩu trang nữa anh Hùng. Rồi tháo khẩu trang rồi chứ còn gì đâu ạ. Hả? Rồi sao rồi anh, rồi anh Hùng hôm nay sao rồi anh Hùng? Hôm nay ngủ gì ngủ chưa quen mà ban đêm giống như là, giống kiểu mà đang canh người đang trộm nghĩa, mà ngồi trên giường hoài à, tới sáng luôn á, rồi tới chừng 8-9 giờ sáng mới ngủ được, có xíu ngủ được 3-4 tiếng cái rồi thức luôn á. Dạ hả? Ở bên đây trời mưa, ở đây nãy trời mưa quá trời luôn, cũng mát lắm. Bên Việt Nam á, thường thường mưa là mưa cũng lớn, mưa nhiều hơn ở bên Mỹ á anh Hùng ha. Đúng rồi, ở Việt Nam nó mưa nhiều hơn. Dạ. Cũng nhờ trời mưa mà mấy người dưới Anh quê kia nó mới có anh nước, coi coi cái cái cây khoảng cối nó cách lạnh kia. cũ. Rồi anh ở trong đó anh ở cái phòng của anh như thế nào đó anh Hùng, anh quay vòng vòng cho quý bà con cô bác xem luôn đi. Tại vì bây giờ em đang trực tiếp em thu hình anh đó, để lên trên mạng cho quý bà con cô bác xem á. Em có gì quay gọi máy đi. Đây là cái giường của anh đây. Dạ. Có cái mùng lắm, đây có cái mùng răng tối ngủ là mũi cắn chết luôn. Dạ. Muỗi nhiều lắm ha anh Hùng. Mỗi lần có cái mũi cũng có cái ở chừng 2-3 ngày thì có bắt đầu mũi đầy luôn. Dạ. Hay Chắc chắc anh Hùng ở bển chắc thịt thơm quá, bởi mấy con muỗi nó chạy rồi nó cắn anh Hùng hả? đúng rồi, chị Kiều về đây thấy mùi thơm quá, nó ăn nó lấy thấy thịt thơm quá đó. Trời ơi, chị Kiều về mới đầu á, mới đầu nó đánh hơi thôi, rồi qua ngày mai trời mùi tối quá trời luôn, nó cắn cắn ra quá chịu nổi. Để cái điện thoại xích ra cái em nhìn mặt anh Hùng đó. Rồi bắt đầu nó mới văng mùng lại cho mũi nó khỏi cắn. Dạ. Rồi còn mấy ngày Ừ. nữa anh Hùng, mấy mấy ngày nữa anh Hùng Hùng đi 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 về nhà anh Hùng. 3 ngày à.
Rồi 3 ngày nữa nếu mà mình đi về nhà thì mình sẽ đi như thế nào anh Hùng? 3 ngày nữa thì nó cấp giấy tờ cho mình rồi, thì nó trách nhiệm cho mình thêm thêm một lần cuối nữa, thì nó đưa mình giấy tờ, đưa mình hộ chiếu, bắt đầu đưa mình ra sân bay, thì mình ra sân bay xong mình nói được cái vé đó đi về Đà Lạt Liên Khương á, rồi bắt đầu về cái nhà con em quẩy môi chạy ăn nước anh về. Má chơi chạy ra hứa anh về. Dạ. Mà trời ơi, để lên YouTube chứ, em quay về là để lên YouTube đó, chiều chiều anh coi rồi anh ở trên mạng á. Dạ. Nghe nói không? Nghe. Lóc nhà ấy mới bầu bị hay đâu vậy? Lóc nhà của em chứ ở đâu? Chắc chắc đi đi ở cách ly rảnh quá mới coi video của em phải không? Dạ. À, hồi năm trước á, chắc cái đó gần 8 tháng về trước á, hồi năm hồi hè năm trước á. Hồi hè mà hồi sáng mới quay lên, hồi sáng mới giờ thấy cái gì hả? Giờ bữa cái ly có làm cái bấm lên cái nói, bây giờ leo lên các bạn ơi, leo lên góc nhà thấy bầu bí nè, trời ơi trời, đứng lên leo lên được rồi xuống lại xuống không được. Trời, anh Hùng bầu em đăng lâu rồi mà giờ tới anh đi Việt Nam rồi anh mới coi được cái video này á, tại vì ở cách ly rảnh mới coi chứ không ở bên đây đâu có rảnh đâu mà coi phải không? Đúng rồi, trời ơi, coi lại nhớ lại Phượng, nhớ lại bên Mỹ rồi nhớ lại cái này kia nọ, coi cháu đỡ buồn mà. Dạ. Mai mốt ngày nào cũng coi Phượng lại cái gì đó. Anh Hùng, anh về bển anh nhớ bên đây không anh Hùng? Hôm nay về bển gì nhớ bên đây không anh Hùng? Có chứ, nhớ chứ. Mà nhớ mấy cái thời gian mình ở vậy con, chứ chị cha mình không có nhớ nhiều mấy đâu. Dạ. Ở có mình ba cũng muốn chết luôn, nhớ gì nữa. Dạ. Chứ những ngày Phượng anh Dũng quay phim mình rồi gặp cái thằng điện nọ, cái đó nhớ trong đầu nhớ suốt đời luôn. Dạ. Em quay cũng nhiều anh chị đó, chứ mà sao có một mình anh là được đi về Việt Nam đó, anh là người lucky nhất luôn á, đâu thấy ai được đi về đâu. Chỗ này cái chuyến bay này á là cụ Hàn Quốc nhiều lắm á, Việt Nam mình Hàn Quốc á. Dạ, về nhiều lắm, về 100 mấy người. Anh Hùng, mình ở trong đó có giờ giấc đồ này nọ không anh Hùng? Người ta bắt mình làm này làm nọ gì không? Cứ ăn rồi ngủ rồi... Không có giờ giấc. Dạ. Mình muốn ngủ thì cất. Không được chạy lên lầu, không được xuống dưới lầu. Rồi, trong đó có bán đồ ăn đồ này nọ không anh? Không, mình muốn ăn cái gì á, mình phải order nó, bắt đầu nó chạy đi mua xong nó tính tiền mình. Một cái lần hai. Một là cái tính hai hả? Ví dụ 20 ngàn, 20 ngàn thì nó nói 30 ngàn, 35 ngàn thì cho nó kiếm chút xíu tiền để ăn đó mà. Ồ, tại cái đó cái công của người ta chạy đi mua giùm. Thì đó. Dạ. Nó công của mấy người bội đó. Dạ. Người lính đó cũng khổ đúng không? Dạ. Để cho người ta chút xíu tiền ăn thôi. Dạ. Ở hai tuần mà có 4 triệu rồi, quá rẻ rồi, đâu có mắc đâu, 4 triệu chưa được 200 đô mà. Đó, 4 triệu là đồ ăn bình thường thôi, rồi tiền xà bông tắm nè, tiền test nha, test COVID-19 nè, rồi tiền taxi, tiền bên taxi cái trường đưa mình về đây đó. Dạ. Tất cả cộng 4 triệu. Dạ. Hết luôn là 4 triệu hả? Vậy đâu có mắc đâu anh Hùng. Thì biết là không mắc rồi, nhưng mà đồ ăn ăn lưu hoài cũng là mấy món này hoài, cái chán cái mồm. Vậy anh bỏ tiền ra đi, anh mướn mấy cái anh đó đi hơi xa, kêu mấy cái món khác đi, cho nhiều nhiều một chút, kêu anh chạy hơi đi xa xa hay kiếm món gì khác không cái. Không có nha. Bự. Dạ. Cái không có nha. Không có chạy đi mua một hai món lắm. Ví dụ mà ok, mì gói nè, mì tô nè, cốt lá nè, trà nè, mấy nước uống nè, ok thì khó đi. Còn mấy cái món gì mà anh nói ăn hoài ngán? Mấy cái
món mà ở đây quân đội cũng nó làm lấy đó, món gì? món xào rau muống là thịt luộc nè, gà mà gà không biết gà nó hơi dai chút xíu, Gì không ăn sao vậy? món gì món gì Gà món rau gì anh nói em muống, nghe không rõ, gà gì? gà hơi dai á, gà dai á, Gà gà dai phải không? Gà dai làm gì? Cháu gà gà là giống gì? kiểu, gà giống kiểu mà người già rồi đó, ăn nó dai quá, nó ngậm thì thành ra người ta kêu là có non gặm nó ngon hơn, nó vậy. Gặm có già hả? Nó dai quá trời luôn, dai muốn chết luôn à. Vậy hả? Tại sao anh không nói Dài thấy luôn. nữa? Tôi còn có mấy cái găng mà đưa con gà gì mà tôi gặm hoài, gặm nuốt rồi nuốt chọng không mà giống như gà nuốt dĩa thun vậy. Đó cũng phải căng nó chạy nó còn không cả cỏ dặn đó mà phải chịu con chứ sao vừa. Nhưng mà làm gà làm gì, cháo hay là nấu cái gì, bún miếng hay là nấu cái gì? Ồ, nó khó Phở gà khó hả nó không có mỡ, gà nó khó thôi. anh? Ồ, gà kho. Mà trong cam nó gà luộc nữa, làm giống như anh chịu ăn khoảng 6 tháng trời đó, gà kho gà luộc rồi kia nó rồi rồi thịt ba chỉ nè, rau muống nè, đu đủ nè, cái món này có hoài à, chỉ cũng chén một gái ăn thôi, cũng hơi là 2 tuần thôi đó, 3 tuần một cái chắc ăn giết, ăn giết cổ họng không chịu nổi. Nay ăn nay có mập lên thêm Thì mập lên là tại vì mình đâu có làm gì đâu, với lại bây giờ tới Việt Nam mà mình nghĩ là sắp chưa gặp gia đình mình cố gắng mình đi ngủ để cho nó có lên cân thôi, cuối cùng cũng mập lắm. không? Anh Hùng, bây giờ anh đi về Việt Nam là anh thơm mùi Việt Nam rồi đó. Tại biết sao không? Vô đó ngày nào cũng tắm, ở bên đây đâu có ngày nào cũng tắm đâu. Ở đây tắm 1 lần 10 lần luôn, Một ở ngày nhà tắm tôi mấy cũng lần? tắm 1 lần 10 lần luôn, cắm lần 10 lần luôn, cũng nó lao quá trời, cũng nó sao anh cắm hoài vậy, nó trời trời nóng quá cô cắm đâu cũng không được, cắm 10 lần luôn. Là Cắm là tắm tại hả? không cắm ngủ không được, mồ hôi quá trời nóng quá chịu được Vậy, phải cắm, anh Hùng, vậy cái phòng đó đâu có máy lạnh đâu hả? không có mà làm sao có máy lạnh đâu, chỉ có quạt máy, 2 cái quạt máy để cho quạt mình thôi à. Anh đâu à, bây giờ anh đi vòng vòng cái đó cho em coi cái anh Hùng, vòng vòng nguyên cái khu đó cho em coi, quay cho quý bà con cô bác coi luôn. Cái đó là ở trên lầu thôi nha, chứ không dám đi Dạ, xuống lầu đâu, đi xuống được không không? dám xuống lầu, cái từ từ dưới một tầng một lên cái lầu tư mà anh ở lầu 3. Nghe hả? Ô, vậy là cho ở trong cái phòng này giống như phòng khách sạn quá vậy anh Hùng? Cái này nó giống như là chung cư thôi, đâu phải khách sạn đâu. Vậy hả? Ở bên Mà Mỹ kia là chung cư, ở bên mình á. dạ pháp mình, nhưng mà cái này không có, cho trong phòng không có máy lạnh hả anh Hùng? Không có mà đâu phải bên Mỹ đâu mà có máy lạnh, như này bên đây á, nó có quạt máy của mình là mình muốn chết rồi, phải Bên không? Mỹ gì Việt Nam cũng máy lạnh mà, tại cái chỗ này không có máy lạnh thôi. Chứ Việt Nam ở quê em còn có máy lạnh nữa đâu, không có máy lạnh. Lô, cái này là tập trung tập thể là nó không có máy lạnh gắn cho mình xài đâu. Dạ. Ai muốn đi ra motel các trạm motel nó cũng không cho đi nữa, Dạ. bắt toàn bộ tập trung hết. Ồ, chắc chắc để nóng gì cho mấy cái ai mà bị cổ nào, cho mấy con virus cổ nào cho chết hết. Tao nghĩ chắc vậy quá không biết làm Ồ, sao họ bởi vì mà dẹp mai cái này vụ đi máy lạnh hết luôn á. Hả? Cho. ngoài mưa là em thấy trời mưa không? Dạ. Đó, cây cối nè, chỗ quân đội nè. Đó, anh coi thấy chưa? Ở bên Mỹ mình trời mưa cũng thấy ít thấy đúng không? Dạ. Ở bên đây là trời mưa một nha, cái khác Dạ. á. Mà nhờ cái trời mưa thì mới dễ ngủ chút xíu. Em nghe cái tiếng anh giống như anh nhân dẫn ở đây á, em không có hình dung anh ở Việt Nam á anh Hùng. Coi lại đi không? Anh về cái Việt Nam mà mình muốn chết rồi còn có dặn dạy bên Không, em nói thiệt á, giống như trong cái đầu em á, bên cái dân dẫn giống như anh đang ở gần vòng vòng bên em bên đây á, chứ em không 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 nghĩ là anh đang ở Việt Nam á. lắm mà nhanh nha Ok là bao nhiêu hôm gì rồi. anh.
thiệt luôn á, nghe cái tiếng này, cái văng nhẵn đâu đây à. Tại mình đi đi chứ mình nhớ bữa là nhớ nhụn lắm á. Em đi về á, em đi về thế nào em cũng phải lên anh chơi 1-2-3 bữa à, rủ anh đi Đà Lạt đồ chơi. Dạ ai mà bữa sắm được không, ai mà bữa sắm được đâu, sao vậy, 2-3 bữa làm sao ăn cơm đi chứ, 2-3 bữa được đi tệ lắm, phải 5 bữa đi lên anh rồi rủ anh đi lên Đà Lạt đồ chơi rồi đi vòng vòng vườn bơ đồ nữa. Dạ dạ không, một lần em đi về Việt Nam là 1 tháng, một lần em đi về 1 tháng, nhưng mà em đi lên trên anh á ít nhất là phải 1 tuần phải không? Đúng rồi, 1 tuần mới được. Còn ít quá cột dây là không cho đi. Anh Hùng biết đâu chừng mà mới em đi về bên bển là em ăn được ăn đám cưới anh nữa là em mừng luôn á, là quay lên YouTube là nhiều bà con coi luôn á. Chừng nào mới có cơ hội đi đây, tại chờ cái bệnh nó COVID này nó ok bắt đầu nó có chuyến bay về chứ. Dạ anh thì bây giờ trong thời gian này mới mốt về hết cách ly rồi về xong rồi kiếm vợ để dành nó đi xong quen thôi, đợi tới ngày em về cái là làm đám cưới là cho tụi em là đi ăn đám cưới là quay phim là vui lắm luôn á anh Hùng. Chạy lâu quá làm sao chịu nổi. thì gõ kẽn trước đi. anh đợi lâu quá thì anh gõ kẽn trước đi. Thôi đợi lâu quá chịu không nổi đâu. Chấm mút. Anh chấm mút gõ kẽn gì đó. Ok. Trời ơi, chỉ có cầu nguyện cho nó giống kiểu mà bệnh hoạn COVID chứ nó giảm lại càng nhiều càng tốt thì mới được chuyến bay này nó mới mở cửa cho đi, rồi cái taxi nó mới cho đi cho chạy. Đường phố bây giờ bên Việt Nam nó cách đi 2 tuần luôn, không phải Sài Gòn á anh Hùng, cách đi 2 tuần là không có ai ra ngoài đường hết. Anh Hùng đi về Việt Nam rồi mới thấy cái vụ cụ nà đang căng thẳng phải không, căng thẳng hơn ở bên Mỹ này nhiều phải không anh Hùng? Ở bên Mỹ cũng nhiều lắm á. Bên Mỹ nhiều nhưng mà bây giờ tiệm tùng cho mở cửa hết trơn rồi, Việt Nam bây giờ đang giống như đóng cửa tùm lum hết trơn rồi, căng thẳng hơn bên Mỹ nhiều. Dạ đúng rồi, đúng rồi, Việt Nam thì đóng cửa cũng nhiều lắm. Dạ 2 tuần luôn đang giống như căng thẳng á. Thì đó ông anh mới nói là bây giờ bên Việt Nam ở Sài Gòn á là nó coi là toàn bộ nó cách ly 2 tuần luôn, không ai được ra đường hết. Dạ chỉ có mấy người mà đi làm ăn, mà đi giao đồ, mà làm ăn lớn á, chỉ có giấy tờ xét nghiệm này kia nọ xét trinh rồi thấy trinh ok rồi bắt đầu nó mới cho đi chứ. Dạ có giấy tờ khi mà xét nghiệm á đầy đủ á, không có bị bệnh á là bắt đầu mới cho đi, là cho đi giao đồ cho người ta vậy thôi à. Nhà anh ở trong đó người ta cho hút thuốc rồi không anh Hùng? Em đang cầm cái thuốc nè. Em tưởng hút thuốc không cho. Việt Nam mà cấm mới có nước chết luôn á. Ở bên Mỹ cấm á thì mình còn nói được, chạy nước văn minh ta, nước văn minh mà người ta không cho hút vào trong nhà, hút ngoài đường đi. Ờ cũng được đi. Ngoài đường mà cũng tùy theo chỗ. Mà bên Việt Nam mà đâu giống như bên Mỹ đâu. Anh Hùng, rồi thí dụ mà cách ly vậy rồi có ai mà đi hai vợ chồng cho cách ly hai chồng chung phòng không anh Hùng? Có hai chồng chung phòng luôn. Có hả? Ở đây nè, bộ bệnh người ta cũng ở chung phòng đó. Vậy hả? Một khi mà cách đi người ta mới nói ai có bạn trai bạn gái muốn ở chung thì ở chung, còn ai có gia đình thì ở chung. Cái chừng mà cách ly xong thu là hoàng rồi nó kêu, thì nó trách nhiệm là hoàng rồi nó kêu. Còn người này nói có muốn chào chồng có muốn chào vợ, cái đó nó không chịu, hội đậu đó nó là bàn giao rồi, vợ chồng muốn sống chung trong phòng thì ok, nó sắp xếp cho mình vô phòng, coi như là nó sắp xếp, nếu mà ai có hai vợ chồng thì nó sắp xếp cho một phòng, còn ăn thua lúc đầu phải không, lúc đầu khai phải không, bộ mình ok cho vô phòng thì thôi. Dạ cấm mình đâu, mà có cái ở vậy nó chịu khó từ 2 tuần cũng thời gian cũng lâu lắm á. Lâu hả anh Hùng, ở trong đó thấy lâu quá phải không?
lâu chứ, tại vì mình nôn nao quá, mình muốn tụ tập gì, muốn đoàn tụ gia đình mà. Khả năng cũng phải chịu khó chờ, chờ, cuối cùng còn có 4 ngày nữa, 3, 4 ngày rồi xong rồi. Mừng chết luôn. Mừng chứ. Như là lòng vòng ở trên cái tầng 3 đó thôi, chứ còn không có đi lòng vòng ở dưới chung cư được hả? Không được đi dưới mà không được đi trên nữa. Coi như là lòng vòng trong đó thôi, ăn rồi xong rồi ngủ, ngủ mà nực thì đi tắm, cứ lòng vòng vậy hoài à. Lòng vòng vậy hoài à. Vậy là người anh hùng chắc thơm dữ dằn lắm. Không, cũng cái này, cái vòng vòng cái chỗ này, chỗ này đường đi đâu có được, có xíu à. Cứ ngày tắm cả chục lần vậy hả anh Hùng? Đầu ba có khiếu vậy à? Đâu có tụi nào đi đâu? Không, ngày tắm chục lần hả? Mày cắm đây à, đây là cắm nè. Mày cắm đây. Rồi chuẩn bị đi vô tắm đó ha gì? Đâu anh quay cho mình coi đó. Tụi nói nhà cắm, quay vô nhà cắm coi chứ đâu có chuẩn bị cắm. Ngày tắm 10 lần hả gì? Ngày cắm khoảng 10 lần, 10 mấy lần á. Ở bên đây mát quen rồi. Tội. Lạnh mát kìa chứ. Nhớ hả? Ở bên Mỹ cắm nó lạnh đâu được đâu. Bên đây cắm nó lạnh đã kìa đó. Bên mở nước lạnh nó lạnh quá, chịu không nổi. Ở đây mở nước lạnh rồi cắm đã kìa, mát kìa. Đúng không? Dạ. Yeah. Bên Mỹ mở nước lạnh cắm trời luôn, cả người luôn. Ở chỗ này mở nước lạnh cắm cái mát, người nó nhẹ, đã lắm kìa. Giống như mình đang ngồi trong phòng sửa ấm vậy. Sửa nước lạnh nha. Mở máy lạnh nha, đã lắm. Em còn 3 ngày, không còn 3 ngày nữa về nhà rồi. Em thấy vui vẻ rồi. Em nó kêu ok, gán đi chịu khó ra. Nhà đứa nào cũng cười. Dưới Sài Gòn cũng cười. Sài Gòn thì mấy ông anh mấy bà chị không có về Sài Gòn, nói Sài Gòn giờ bệnh hoạn nhiều quá, cho về Đà Lạt, thằng em nói về Đà Lạt chứ không về Sài Gòn nữa, kéo về Đà Lạt. Rồi có ông anh lớn ở giúp Phan Thiết á, khi về giúp Phan Thiết mà thằng em nó đâu cho đâu. Thì môi chứ. Bữa hả mình như có cái anh nào ở bên tiểu bang gì đó kiếm ảnh á. Nào? Arizona. Có một người bạn của anh Hùng nói quen anh Hùng là ở chung với anh Hùng hồi anh ở Arizona đó, ở chung nhà luôn á. Đúng rồi, nói ở chung nhà đi làm chợ chung luôn á. Làm chợ chung với anh Hùng. Thì làm anh Dũng chịu mà. Anh Dũng có chịu không? Khi nó gọi em của mình cho nó chút ông hãy tồn đi. Rồi. Bữa anh kêu anh dạ, phép dạ, vô con. Phone anh á. Rồi giờ xong dạ, mình test qua cho anh Hùng nha. Còn mấy người Cali á, ai mở cho phone á, Dũng được cho. Không biết rồi. Rồi để Dũng ơi. Dạ để Dũng đưa số phone đó rồi anh Hùng gọi cho anh đó cũng được nha. Ok. Thằng đó mình sống được đó 5 năm trời á. Bạn mà cũng người Hoa chung với anh luôn phải không người anh Hoa. Hùng? Người Hoa luôn đúng phải không? Đúng rồi, người Hoa. Đúng rồi. Cái anh đó anh nói để khi nào anh về Việt Nam là anh sẽ kiếm anh á. Không biết anh có thời gian về kịp không chứ. Sợ bị bệnh cô bé này chứ không. Mà bây giờ mình muốn biết tại bên bên quý vị có 20 người lên mà mình không biết ai. Mà anh có đáp trả nhiệm không anh Dũng? Anh đó thân với anh lắm anh ơi, bây giờ không nhớ tên. Anh nói mà... làm chợ á, anh có anh... nhớ làm chợ không? Làm chợ mà ở chung nhà nữa. Ủa, làm chợ anh nhớ. Ở chung nhà nhớ luôn. Người ở chung nhà nữa. Người anh đó anh nói là hồi trước nó tốt lắm, biết sao lúc này nó xấu dữ không biết. Nói nhờ xấu vậy bây giờ mày tìm ra nó. Bây giờ ở đây về đây thấy mình quá ơi. Thấy thời tiết cũng ok mà gần gũi gia đình rồi chắc. Hôm nay cũng đầy Hùng tới đây là Hùng vui rồi. Ok, chúc mừng anh Hùng ơi. Không nghĩ tới cái gì nữa rồi. Sướng quá. Chỉ nghĩ tới là xong cùng nghĩ tới là gì. Lập gia đình thôi.
cũng vậy ngồi làm cái cuộc đời mình thôi, vậy thôi đó chứ. Cái đó ước biển hồn á. Sắp thành sự thật rồi đó anh ơi. Dạ. Vui ha anh Hùng ha. Vui chứ. Bây giờ giống như đi qua trang trang giấy mới rồi. Thì đó coi như là chuẩn bị qua thế giới mới, thời đại mới. Thời đại mới. Kêu bằng anh hả? Đâu, nó kêu bằng chú, kể đi, nó nhỏ tuổi mà, nó kêu, dạ. Kêu kể đi. Đâu chết nào đâu. Dạ. Nó kêu anh đó, mình vui quá, mình không kêu bằng chú cũng được. Để cho tụi nó vui vẻ, mình cũng vui luôn. Không, cho tụi nó mua đồ cho mình đàng hoàng chứ. Chứ mình cặp cái ghét đâu mới đi mua đồ cho mình đâu. Giống như mình kẹo quá thì nó mua đồ nó không vui phải không? Dạ. Anh nói cũng khổ nữa, không hiểu không? Dạ. Ôi trời mà có tiền bao nhiêu đâu, có Việt Nam mà. Dạ. Cũng khổ, cũng khổ. Cho nó tiền cũng mừng lắm. Dạ. Anh vậy mà anh cũng có tiền để cho là mừng lắm rồi đó anh Hùng. Tao khổ mà tôi phải, còn khổ hơn tao luôn. Cũng ra cái cười cũng anh uống xíu. Cho nó đâu nhiêu đâu con đó, 20 đô, 10 đô. Mỗi lần đi mua cho 5 đô mấy đô thì mừng. Anh Hùng, sao anh không nói chú khổ mà cháu còn khổ hơn chú nữa. Mình lúc trước mình khổ kìa, bây giờ mình về đây có khổ một chút nữa đâu có chết gì đâu. Hay ha, anh Hùng vậy mà đi tới bên Việt Nam còn tiền để cho cháu nữa là hay rồi đó. Giờ trong túi còn tiền nữa không anh Hùng? Sắp hết rồi. Không còn tiền làm sao mua vé máy bay được. Vậy hả? Vậy là ô bữa đó sắp 500 là 10 triệu mà xài có 4 triệu đóng tiền. 4 triệu thôi mà. 4 triệu chứ. Không phải tiền ăn uống, tiền là tiền kia. Tiền làm hộ chiếu, tùm lum tùm la nữa, bộ ổn đó. Hết rồi hả anh Hùng? Hết chưa? Vậy là hết luôn rồi hả anh Hùng? Còn cấp chối, còn cấp định. Uh-huh. Còn 200 mấy để dành hả? 200 mấy ngàn hả? 200 mấy đô. 200 mấy đô, 200 mấy đô. Trời ơi, anh em cũng bái anh làm sư phụ luôn á. Anh làm sao mà lên máy bay mà người ta cho anh mà tiền để làm một chiếu anh cũng hay á. Anh là sư phụ á anh Hùng. Hả? Hả? Em bái anh làm sư phụ luôn á. Hả? Sao? Nằm khóc hả? Cái điều đó là mới khổ chiếu á, anh nằm anh khóc cơ, khóc giống như mấy người mà khổ sợ lắm. Ôi ôi. Rồi ai với ai cho anh? Ai với ai cho anh? Mấy người mà đi về Việt Nam là rồi mấy người mà ghét lai đi đi ra cái trường lớn về Việt Nam đó. Người ta nói ủa, ủa anh làm gì khóc vậy? Cái đó mất hết giấy tờ rồi, buồn quá rồi, bây giờ sao giờ? Muốn tự tự chết quá. Trời ơi. Rồi sao anh Hùng? Rồi cái móc tiền cho chó. Chắc anh cũng phải ghen anh đó, anh không có tiền ta mới móc tiền ra cho chứ anh không nói gì sao ta móc tiền ra cho. Chị người ta thấy mình khổ quá, mất giấy tờ nè. Rồi người ta nói trời ơi mất giấy tờ rồi làm sao về Việt Nam đi. Rồi làm sao chở về Cali đi. Rồi người ta móc tiền cho. Rồi cho một cái rồi. Tao gặp hai người kia cũng trẻ lắm, bốn mấy tuổi rồi, nó hãy yên chí đi để tao kiếm người giúp. Sao kiếm được mấy người cộng chứng khoán Việt Nam á, bắt đầu làm lại hộ chiếu á, 200 đô là về luôn mà, về luôn ngày hôm đó luôn á. Sao mà khóc hay vậy, khóc ra tiền hay vậy? Cạn không kịp. Hả? Muốn cạn nó ngừng lại, nó không chịu ngừng lại, nó chạy hoài.
Vậy chắc cái lúc đó gung quá là sao anh hả? Thì vừa ốm mà vừa buồn. Mình nghĩ coi công trình ngồi trên Cali qua New York. Rồi New York rồi làm mất giấy tờ là bây giờ làm sao? Không biết bây giờ làm sao chở về Cali, không biết làm sao chở về Việt Nam. Chỉ như làm cũng như là giống như mấy người mà bị cái gì à, khủng điên vậy á. Đầu óc nó không được bình thường nữa kìa. Trời ơi. Anh nói là giống mấy người khùng điên. Em mà nghe mới nghe cái tin đó em còn nói em chửi anh khùng điên thiệt luôn chứ không phải giỡn đâu. Nhà 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 khóc vậy ta cho được 150 hả anh Hùng? Cũng hên. Trời ơi. Cho 150 cái nằm xuống anh nằm chết. Làm mấy chỗ hàng lan mà mấy người cái like đi á, làm ngủ chết, buồn quá không biết làm gì, bây giờ làm sao? Làm ngủ quá. Rồi sao anh Hùng? Lúc đó thì có hai cái anh chị kia, thì đưa người ra nước ngoài, thì đưa người về Việt Nam, thì anh mới đi kiếm nhau gặp mấy người cầm chứng khoán Việt Nam á, đầu kia làm lại hộ chiếu chứ. Nhờ New York nó có mấy người đó trong chứng khoán Việt Nam nó làm hộ chiếu trong vòng có tiếng mấy rồi nửa tiếng rồi là có hộ chiếu mới cho anh rồi. Dạ. Anh vậy là hên á, ông bà phù hộ cho anh á, thì chưa 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 bao giờ thấy mà mất mất bát bo mà làm lại được đi lại á. Hai người điêu chốt mấy chỗ cộng số quán Việt Nam á, họ đang điểm đó, cứ nói là anh yên chí đi, tôi làm cho anh trong vòng nửa tiếng anh có liền. Bắt đầu hai người đó gọi điện thoại tới chỗ cộng số quán Mỹ, cộng số quán Việt Nam, nó làm cho một có người đem tới cho mình luôn. Nghe hả? Dạ. Yeah. Mừng quá trời luôn ha anh Hồng ha. Thì đó vừa mừng mà khóc, à, khóc mà không ra nước mắt luôn. Lúc đó mừng quá rồi, nó mắc đâu còn nó chạy. Vậy hả? Yeah. Hồi đầu nó chạy nhiều quá, bây giờ còn đâu mà chạy nữa. Dạ. Yeah. Ôi bảo quá trời luôn. Tổng chú bán Việt Nam á, bà đó cũng đẹp lắm. Đừng bà hả anh Hùng? Việt Nam á, tổng chú bán Việt Nam á. Nhưng mà, mà đàn ông hay đàn bà? Người đàn ông, một người đàn bà, ai ôm đàn bà. Ồ, oh, dạ. Ôm đàn ông. Vậy là hai vợ chồng đó hơn không? Không phải, hai người á. Dạ. Tổng số quán Việt Nam nó làm chung cô chứ mà hai vợ chồng. Dạ. Mà chưa có chồng. Dạ. Ừ. Đâu có đem những cưới gì đâu mà chồng mới bảo single mà. Dạ. Bà mới nói, ok, được rồi, bữa nào em tới nhà em về lại làm chơi. Chứ... cứ chiêu đãi cho em nhé, mình nói ok an tâm đi, về đi, cứ chiêu đãi cho. Vậy hả? Yeah. Cũng đẹp gái chứ bộ. Đi đâu cũng gặp người đẹp á. Đi đâu cũng gặp người đẹp ha. Đời người chắc là vẫn còn số phận. Vui vẻ. Quan trọng mới cố gắng giữ sức khỏe đi. Hay lắm, cái ly giờ nó bị nhiều lắm không anh Dũng? Không, cũng nhiều lắm thôi. Nghe nó bắt đeo khẩu trang lại rồi mà phải không? Không, vẫn thả bình thường. Ai thích thì đeo thôi, không thích thì thoải mái. Cái này 4 ngày á, nghe nói nó bắt đeo khẩu trang lại mà. Không anh. Anh Hùng khi mà ăn uống gì là có giờ giấc ăn, là mình thích ăn khi nào mình ăn anh? Thì nó đưa tới cho mình rồi, mình muốn ăn giờ nào ăn cái đó tùy mình. Nó đang phòng tới cho mình mà. Dạ. Yeah. Ngày ăn 3 bữa hả? Mình muốn ăn giờ nào ăn cái đó tùy mình thôi à. Một ngày họ đưa tới 3 lần sao? Một ngày đưa tới 3 lần. Sáng nhận đi nhờ buổi sáng thôi. Dạ. Sáng ăn bánh mì, uống gì đó. Tới trưa, chiều là ăn cơm, vậy thôi à. Dạ. Có khi nào mà chưa tới giờ mà mình bụng mình còn cào, mình đói quá không anh?
Thì vô trong đó có thèm rượu, thèm bia gì, muốn mua rượu, mua bia đồ uống được không anh Hùng? Nó không được, nó không cho cày gì á. Cày lúc trước nó cũng mua cho người ta, mà nhiều người uống vô, nó không kiềm chế nổi. Hay là cày lộn lấy lộn. Dạ. Yeah. Bây giờ nó cấm luôn á. Dạ. Yeah. Không cho. Kệ không cho vậy tốt thôi. Coi như là 10 ngày nay là coi như trong người anh Hùng là trong sạch luôn phải không? Clear phải không? Clean luôn á. Clean hả? Clean là coi như sạch sẽ luôn phải không? Đúng rồi, sạch sẽ, mát mẻ trong lòng luôn. Coi như không có miếng rượu, miếng bia nào hết phải không? Tiếng Mỹ gọi là drug free. Hả? Yeah, không có rượu, không có bia, không có gì cầm mẩy cầm bạ hết á. Dạ. Chỉ dùng dùng chạy cái miếng thôi à. Anh chỉ chạy được miếng thôi. Cái nào dọc xuống mấy cành dưới thì nó cái mấy cô mình đẹp, cái đi lui vậy thôi à. Dạ. Ờ. Cái đàn ông ở trên lầu mà. Dạ. Rồi anh về tới Việt Nam rồi, giờ anh có nhắn nhủ gì tới tất cả quý bà con cô bác trên mạng, bạn bè anh ở San Jose nếu mà coi cái video này không? Yeah, ok Hùng, cho Hùng gửi lời cảm tất cả bà con cô bác cố gắng giữ sức khỏe. Ngoài Cali, Mỹ, bất cứ châu Âu nào hoặc là bất cứ cả thế giới nào cũng vậy đó. Cố gắng giữ sức khỏe là điều quan trọng nhất. Rồi thèm ăn cái gì là cứ ăn đi. Đó, cố gắng giữ sức. Mình ăn vô có sức rồi mình mới làm kiếm tiền được. Rồi ăn vô có sức mới lo được gia đình cho vợ, còn con cái hay là bố mẹ, cái đó điều quan trọng nhất. Cách đời của Hùng là nghĩ là như vậy đó. Giờ ai mà có tâm hồn mà còn cha còn mẹ, nhớ thương cha thương mẹ đi, đó là điều quan trọng. Dạ. Yeah. Quá hay. Rồi ví dụ mà ai mà vô gia cư hay là cái gì đó cần sự giúp đỡ, nhớ kiếm Phượng và anh Dũng, hay là kiếm ai đó cảm thấy cố gắng thay đổi cuộc đời, đời nó sẽ giúp cho mình thôi. Thay vì vì hồi trước anh ở đây á, lâu lâu á, tụi em đi chợ á, lấy một phần quà đó cho anh, rồi giờ nếu mà anh đi rồi phần quà đó giờ anh định cho ai á anh Hùng? Thì ok, em kiếm cái người nào mà chịu ăn mới cho, người ta người nào không chịu ăn thì mới cho. Ai biết người nào chịu ăn không cho ăn thì ta xin thì mình cho thôi, chứ người nào chịu ăn thì ai cũng phải ăn mới sống chứ. Biết rồi, no. Có nhiều người cho nó không ăn, nó cứ đi uống rượu hoài, nó ăn gì đâu ấy, nó dục quá. Vậy hả? Ừ. Anh Hùng giống như cái ông mà xe đẩy handicap đó, ông đó ông có chịu ăn không anh Hùng? Không đó hả? Ăn ban đêm mà ăn được có chút xíu cái rồi. Ông không ăn, cứ lo đi kiếm cái đồ ăn hút khử. Cái anh mà bị thùng gác đè đó. À, thùng gác đè hả? Dạ. Thùng gác đè ông đó hả? Ông nó ăn một ngày á chị, ăn một chén cơm giống mèo ăn á. Vậy hả? Bao nhiêu là uống rượu không? Anh á, bữa em gặp ảnh, anh thèm ăn hủ tiếu á. Em lại em mua cho anh tô hủ tiếu. Thấy em. Nếu mà mua trọng cái tô hủ tiếu á, là lấy cái loại tô nhỏ thôi. Cũng ăn ít lắm phải không? Anh ngủ chừng em dục á. Dạ. Không đó trên khôi. Dạ. Anh Hùng giờ nói ai anh Hùng không lách là ai vòng vòng đây là anh Hùng biết hết phải không? Biết đúng rồi, biết chứ, biết ai em lụng đường biết. Em làm mấy anh đó, anh nào em cũng biết hết, mà có cái anh mà quấn mền là em chào thua thôi à. Mà bây giờ mấy người đó mà coi phim YouTube tới gặp mình cái là biết đó. Ông Hùng là về tới Việt Nam rồi bắt đầu cậu nó mới ngạc nhiên đó, cậu nó mới suy nghĩ đó, cậu nó mình mong cho người nào coi á là cố gắng thay đổi đi. Anh là bây giờ anh biết không, anh là 200 mấy chục ngàn người ở trên mạng biết anh á, tại vì cái video mà hôm bữa mà đi ra sân bay đó là em thấy bây giờ nhảy lên 200 mấy chục ngàn, anh chị coi rồi đó, bà con cô bác coi á là cũng nhiều anh chị bà con cô bác ở xa gần xem dữ lắm rồi đó. Yeah, ông cũng cầu mong cho bà con bác coi cái xem cái phim Phượng Cali và anh Dũng này kia nọ YouTube thôi,
cũng gặp cái hoàn cảnh còn vậy Hùng cũng là rất là cảm ơn. Người giúp, người không giúp Hùng cũng là cảm ơn rất nhiều lắm. Và quan trọng Hùng cũng cầu nguyện cho hai còn sống tốt để cố gắng giữ sức khỏe, điều quan trọng. Và không ai việc làm, điều điều. Cố gắng gặp nhiều may mắn, mọi chuyện đều cộng đường xuôi gió. Bị chân Hùng hết, ok. Rồi, hồi nãy giờ em cảm ơn anh Hùng chia sẻ nha. Hả? Rồi, cho Hùng gửi là cảm mấy người bạn bên Úc, Úc với Cali, Úc với lại Canada là kia nọ. Biết là bạn mình ở dưới lót Canada. Rồi bên Úc thì có người kênh bé này kia nọ. Hồi xưa Hùng ở bên Cali, thì họ cũng gửi tiền cho mình đó. Ừ. Cho Hùng gửi là cảm tất cả bạn bè. Ngoài nước Mỹ, Canada, Úc. Rất là cảm ơn nhiều. Đâu có sao anh Hùng, bây giờ anh cứ nhớ đi, ai gửi tiền cho anh thì mới mốt anh đi về Việt Nam, anh đi làm lại, anh đại gia lên thì anh cho lại thôi, gì đâu anh Hùng. Cho lại thì đâu có địa chỉ đâu. Rồi. Chị bây giờ, ví dụ mà người ta muốn gọi số phone Hùng á, ok Phượng, còn biết số phone không? Cặp Phượng đọc lên cho người ta biết luôn đi. Ok, được rồi. Cái đó coi như Dũng sẽ ai liên lạc á, Dũng sẽ cho số phone anh rồi anh liên lạc với họ. Rồi vậy thôi em bye anh Hùng nha. Ok bye bye, có ai gọi nhớ cho nó điện thoại đi. Dạ 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 dạ. Ok bye anh Hùng. Rồi take care, we'll talk to you again. Gặp nhau ngoài ngoài mà. Rồi. 2-3 ngày nữa là sẽ gặp anh nữa. Ngày anh mà lên phi trường từ Hà Nội về Sài Gòn á, gặp anh lần nữa nha. Ok ok, love you. Take care. Bye. Bye anh Hùng. Yeah, bye bye. Rồi, xong rồi. Anh Hùng anh chia sẻ xong xuôi rồi. Thì bữa nay thì anh Hùng anh rất là vui khi sắp sửa chuẩn bị còn 3 ngày nữa là đi ra ngoài sân bay để đi về ở ngoài Đà Lạt phải không? Để đi về nhà. Thì Phượng thấy là anh Hùng bây giờ nói chuyện thấy cái kiểu mà giống như có cái chút xíu gì thay đổi, thấy con người phấn chấn tinh thần, lạc quan, yêu đời hơn. Hôm trước thì ở đây thấy không có anh em gần gũi thì thấy người thấy cảm thấy giống như thất thơ thất thẩn vậy á. Phượng thấy vậy Phượng cũng cảm thấy vui. Rồi hồi nãy giờ Phượng quay cái video thì cho tất cả quý bà con cô bác xem, thì Phượng xin phép tạm dừng cái video ở đây. Thì ít ngày nữa thì Phượng sẽ làm video mới nữa vì anh Hùng đi về nhà coi như thế nào thì Phượng sẽ chia sẻ tiếp. Thì video của Phượng tới đây xin phép tạm dừng. Mến chúc tất cả quý bà con cô bác nhiều sức khỏe. Phượng hẹn gặp lại video sau.